Đây ạ, em Tuấn thì vẫn như mọi ngày cho các bác đấy. Em thì bán hàng theo kiểu là khui hàng ở đâu em sẽ quay ở đấy cho các bác. Kiểu là loa cũng vậy, test cả ngoài trời. Chứ không bao giờ em test ở trong nhà cả, test trong nhà rồi trong phòng VIP vì các bác ấy hay quá, về nhà các bác ấy đấm vào tai. Nên là kênh của em là em cũng thích bán hàng theo kiểu dân dã. Chứ em không màu mè. À, màu mè quá có nghĩa là những cái sản phẩm này ấy. Ví dụ em là màu mè em cho lên một cái nền thảm đẹp, một căn phòng sang trọng, lung linh. Nhìn những cái này tự nhiên nó lên rất là nhiều giá trị các bạn. Nhưng mà thực tế thì cái giá trị nó lên nhiều hay không thì nó lại liên quan đến túi tiền nữa. Chứ còn bây giờ lên giá trị cao, ai con này vào đây sang trọng thế, đỉnh thế, lừa mắt hết. Tóm đi tóm lại là em bán hàng là cứ giá thực tế. Các bác cứ tham khảo giá trên kênh giúp em Tuấn, mọi cái em đều giới thiệu và báo trên 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 clip luôn. Các bác xem hết clip giúp em. Tất cả mọi bài đăng hồi giới thiệu về tình trạng như thế nào em đều nói trên đấy. Rồi sau đó các bác thoải mái, cứ tham khảo thoải mái, sau đó hãng quyết định mua hay không mua cho nó dễ. Bởi vì là còn cái sản phẩm này thì em với các bác sẽ cùng cùng giới thiệu, em cùng giới thiệu với các bác và cùng khám phá cái lỗi ở đâu. Những dòng này thì rất đa số là ít lỗi, nhưng mà loa chẳng hạn nó lỗi ở đâu, nó vỡ ở đâu, nó sứt ở đâu, hay nó chập cháy ở đâu, hay cái gì ở đâu, em sẽ báo trực tiếp và giảm giá luôn, được chưa? Còn sau đây em với các bác cùng vào với lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sản phẩm. 8 sản phẩm này. À, đây là những sản phẩm đồ xưa nhé, đồ cổ ngày xưa, chứ không phải đồ ngày nay. À, cái nào hàng đồng mới em sẽ bảo là đồng mới. Cái nào hàng xưa em bảo là xưa, đây là xưa hết. Có một số cái mới thì em sẽ báo mới. Ok chưa? Sau đây bắt đầu vào. Thì báo cáo các bác là giới thiệu cho các bác về cái mặt đồng hồ. Thì đồng hồ thì hiện tại là em có 3 mã đồng hồ. Thì đây là đồng hồ đại bàng. Thì em đặt ra nó hai cái, một loại đây là đại bàng cóp ngọc, đây nhá. Cóp ngọc có nghĩa là nó nằm ở dưới chân, gọi là đại bàng cóp ngọc, nhưng mà thực tế đây là cái đồng hồ mà. Cái đồng hồ nhưng nó đã được đặt ở dưới chân, nó gọi là cóp ngọc, có nhìn chưa? Đấy, đây này. Đây nó có chỗ vát nhìn nó khác, nó lồi hẳn cái máy nhìn thích lắm. Đấy. Nhìn ngoài lại thích, ok chưa? Đây gọi là đúng, đây là gọi là đại bàng cóp ngọc, ok chưa? À, chiếc đồng hồ đại bàng cóp ngọc này có mức giá là 2 triệu 6. Bác chú ý hộ em nhé, một con này là cóp ngọc và một con này là cõng ngọc. Cõng ngọc, hai con này đều có mức giá như nhau. Con này thì quả cầu nó to hơn một chút nhưng lại thấp hơn, con này quả cầu nó bé hơn một chút nhưng lại cao hơn. Nó tóm lại là giá thành nó như nhau. À, đây là hàng cũ, hàng xưa. À, tất cả tình trạng đều hoạt động bình thường. À, cái nút này của nó là cái nút vừa lên cót vừa chỉnh giờ, cứ vặn này lên cót kéo dịch ra là chỉnh giờ đấy. Còn con này thì sẽ chỉnh ở dưới này đấy, ok chưa? À, đây là đồng hồ, thương hiệu đồng hồ của đây là Omega. À, 1886 là 1886 Omega. À, tất cả đồng hồ này đều được đọc vào số là mã hết, hoạt động bình thường. 2 triệu 6 một chiếc, 2 triệu 6 một chiếc. Đấy, 2 triệu 6 một chiếc. Hàng bao đẹp, xuất sắc cho bác luôn. Bao đẹp mà em toàn chọn thôi. Nhiều con nó bị vỡ, bị sứt, bị mẻ thì không ấy. Ok chưa? Cơ nhá, lộ thiên hết. À, số là mã tất cả đều lộ thiên. Còn đằng sau đây các bác nhìn máy đây. Còn rất là đẹp luôn. Ok chưa? Lộ thiên hết ạ. Đấy. Đấy là một con cõng ngọc, con cõng ngọc 2 triệu. Ở đây mà còn một con này nữa, con này thì size to, con này thì cái quả ngọc này nó to bằng cái bát ô tô, bát ăn cơm, nhầm bát ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ba chân. Bởi vì nó có ba chân phía sau này, ở phía dưới này. Đồng hồ ba chân. Này, này lách này. Đồng hồ ba chân con này có mức giá 2 triệu 9. À, con này cái quả cầu này to gần bằng bát con ấy, nó to gấp đôi con này cơ. Đấy, có nhìn chưa? Đấy. Đồng hồ của nó cũng đây, nó là cũng là thương hiệu Omega. Đồng hồ ngày xưa. À, 1886 hết Omega, tất cả tình trạng chạy bình thường trong vắt luôn. Đây. Cậy này đi đó, mức giá là 2 triệu 9, 2 triệu 9 ạ. À, kích thước thì như cái bát con, cứ nói như thế cho nó dễ đúng không, bát con là đấy. Đấy, kích thước nó nhìn thấy chưa ạ? Wow. Đây, đằng sau đây. À, đằng sau này thì hiện tại báo cáo các bác là nó về lô đồng hồ này thì nó có nhiều mã, có con thì mẫu này, có con thì bác xem cũng là cái đồng hồ như này, nhưng nó cũng vẫn loại này nhưng nó là hình khác, nên có gì mà chuyển nhầm các bác thông cảm nhé. Bởi vì là có nhiều cái đồng hồ là nó lại hình cũng vẫn cô gái như này, nó lại hình cô gái kiểu khác. Nên nhiều lúc các bác mà không thông cảm cho là về các bác lại ôi hình này tôi lấy hình này cơ mà là chết em đấy. Nó vẫn là hình kiểu này nhưng mà mỗi bức ảnh là một cô gái khác nhau. Đấy, nhìn thấy chưa? Có cô thì hở ngực,
Đấy, ok chưa? Đấy, 2 triệu 9 một chiếc này. Còn sang đến đây. Đây là ông thần tiền. Thần tài, thần tiền. Thần tiền đấy ạ. Bê một hũ tiền vàng luôn. Đấy, bác nào buôn bán kinh doanh hoặc là làm về cái vấn đề là kinh doanh tiền bạc thì đây, hãy rước cụ thần tiền này về. Cụ thần tiền này có kích thước chiều cao nó tầm khoảng 21-22. Con đồng hồ này nó tầm 22-23 này, cao. Đấy, cụ thần tiền. Đây nhá, tất cả là tiền này, hai bên là rồng. Xung quanh nhá, giải áo rồi đều là tiền vàng hết. Thần tài, thần tiền đây. Đấy. Được chưa? Đều có ấn nhá. Em mài ấn cho nhìn này, rõ ấn chưa? Đồng xưa luôn đấy. Đồng xưa cho bác, thần tiền. Đấy, cụ thần tiền này. Ok chưa? Đấy, đồng vàng cho bác luôn. À, cụ thần tiền này có mức giá là 1.900.000. Cụ thần tiền nhá. Thần tiền. Tiền tài lộc vàng. Cả một hũ luôn, cụ đồng bê một hũ tiền tài đến cho gia đình gia chủ. Đấy, bác nào đến thì hoan hỉ đón cụ về. Các bác, các chị, các anh, các cô tùy. Những cái này thì là ai cũng mua được, ai cũng dùng được, bởi vì là mình cần tiền tài lộc về nhà mà. Đấy. Đây là cụ thần tiền. Sang đến đây. Đấy. Bác nhìn chưa? Đây là cái gì đây? Đây là khổng minh hả bác? Phải khổng minh không? Chả nắm được có phải khổng minh hay không. Đây cái quạt này này. Khổng minh. Đấy. Khổng minh rất là xưa luôn, đồng xưa hết ạ. Khổng minh nhá. Quan văn quan võ đây. Đấy ạ. À, khổng minh có chiều cao 30. Gần 30. À, mức giá 1.800.000 khổng minh này. 1.800.000 bằng đồng. Đồng đặc hết ạ, đồng xưa luôn ạ. Đấy là khổng minh ạ. Còn sang đến đây là ba mã ấm. Thì hai mã ấm nhỏ này là nhỏ hơn chứ không phải là nhỏ. Cái này to quá. Nhỏ hơn, có mức giá là 1.900.000. Thì bây giờ em các bác chú ý là mua hàng thì nên chụp ảnh lại giúp em nhé. Đây là chiếc ấm này gọi là ấm vòi rồng, tay rồng. Đầu đầu vòi là đầu con rồng này, tay là đuôi con rồng. Giá 1.900.000. Đấy, 1.900.000 được chưa? Đấy. Ok chưa? Úi giời. Đây, đồng mài ra vàng ươm cho bác đây. Đấy. Nhá, đồng xịn đấy, mài ra thế mới phát hiện được đấy. Cho chắc cho ăn này. Ok, đồng xưa. Đồng xưa đấy, chiếc ấm này 1.900.000. Chiếc ấm này cũng vậy. Chiếc ấm này xem nào. Chiếc ấm này cũng 1.900.000. Chiếc ấm này gọi là thân con rồng nhá. À, nó múp lên nhìn như kiểu đầu đạn ấy. Con này giống kiểu đầu đạn 105. Giống đầu đạn pháo mặt đất 105 D30. À mới không, 122 D30 chứ. Mặt đất chỉ có 105. Lâu lắm chả nhớ này. Đấy. Bạn nhìn rồng chưa? Đấy, con này nắp nắp có rồng nhá, nắp cuốn rồng nhá, nắp rồng. Đấy, chiếc ấm này cũng là mức giá 1.900.000. Còn đây, đây có một chiếc ấm nữa. Chiếc ấm này thì cao to. Chiếc ấm này thì tay một con rồng ngược ngửa lại này. Ok chưa? Con này 2.900.000. Chiếc ấm này thì nó quá đỉnh cho bác. Phải nói là nó thể hiện sự đẳng cấp. Trên thân ấm có hình bông hoa cúc, đúng không? Đây là không phải hoa cúc, hoa này là hoa mẫu đơn. Ui, hoa mẫu đơn hoa cúc thì các bác tham khảo nhìn thì biết. Em chả biết nó là hoa gì. Đấy. Con ấm này cao tầm khoảng 25. À, mức giá 2.900.000 con ấm này. Bằng đồng hết, đồng xưa hết. Nắp ấm đây. Ấm này các bác về rót rượu thì đỉnh luôn. Đồng xưa hết ạ. Đấy, tất cả đều đồng xưa luôn. Ok chưa ạ? Đồng xưa hết. Mức giá 2.900.000 chiếc ấm này. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Em chào các bác.